vậy già đi nghỉ. Thôi bà già rồi, rồi thôi. Bà có chồng rồi thôi. Trời ơi Lâm với già tội nghiệp em quá, em như bị cô lập đó. Ờ, em như bị kỳ thị á. Em giống như là một cái sinh vật mà không ai đói hoài. Chúc sao nè Nghị, chúc khán giả anh sao nè. Chúc quý vị khán giả và anh Đại Nghĩa năm con chó luôn giàu có. À được, được, được. luôn ăn no. À được luôn. Không câu có. Được luôn. Ngủ ngon và mơ đẹp trên chiếc giường lò xo. Đúng không? Đúng không? Bớt vui rồi đó, bớt vui rồi đó. Trên chiếc giường lò xo, sáng dậy thì yên bình nghe tiếng gà gáy ò ò ò ò ò ò ò. Lì xì. Hết rồi hả? Hết rồi đó anh. À, bởi vì cái lời chúc nó làm cho gia chủ của bị hụt hận á. Thôi đi về. Không đi về. Xì đi về. Bỏ. Mời Công Ninh và Xuân Nghị. Trời ơi. Cuộc chiến không công sức. Chủ bị. Bắt đầu. Mời Công Ninh. Duy Mạnh Quỳnh. Chính xác. Yeah. Hay lắm. Duy Mạnh và Mạnh Quỳnh. Mời Xuân Nghị và Công Ninh. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. 1, 2, 3, bắt đầu. Quen lắm á. Gợi ý đầu tiên. Một nam diễn viên điển trai lớn lên tại Thụy Điển. Còn một người á đã tạo thành cặp diễn viên ăn ý với nữ diễn viên Việt Trinh. Kim Lý Hùng. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là Kim Lý và Lý Hùng. Yeah. Nói nghe nè, rút kinh nghiệm nha. Hai lần vẫn thua. Bớt xấu tính lại, nghe không? Không có cân sức. Em cảm giác như là ở trong đội của em á chị, dạ chị không được hài lòng khi mà ngồi đối diện bên kia. Tại vì sao? Thì đó tình địch mà. Không phải. Một người trẻ, một người già. Bây giờ đừng có nói cái tuổi nữa. Chị nói theo phong thủy thôi là nước với lửa là không có hợp rồi. Thì đó chị không hợp. Ê trời ơi, căng quá vậy. Tại em không đó. Em đóng phim, em làm gì người ta? Em thì cái phim Đất Ta Độc Đắc đó thì đóng vai người yêu của nhau. Em cũng đã từng diễn cái cảnh hôn. Nhưng mà em hôn một cách nó rất là tế nhị. Còn anh là vồ vập. Vồ vập. Bà thấy chưa? Ba đội trưởng. À, Xuân Nghị ít nói đó, rất là cảm ơn đội trưởng vì đã tin tưởng về khả năng của tôi. À. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng lên nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, Nghị, Xuân Nghị sẵn sàng. Các bạn được quyền nhắc nha. Tập trung nha. Đây là nữ ca sĩ Mỹ Linh. Mỹ Linh. Cho Mỹ Linh một tràng pháo tay được không ạ? Xuân Nghị sẵn sàng chưa? Xuân Nghị sẵn sàng. 90 giây bắt đầu. Lớn nhất. Đúng rồi. Cái này nhỏ nhất là qua đây là lớn nhất. Không thì đúng rồi. Hãy tin tưởng Xuân Nghị. Xuân Nghị sẽ cố gắng hết sức. Ủa gì kỳ vậy? Hết giờ. 6 bức hình của ca sĩ Mỹ Linh. Đó là 6 thời kỳ. Nhưng mà làm sao mà 4 cái đúng được? Không, kiểu là 4 cái đúng, là cái đúng được mà. Anh đang bị sai một cặp. Đây, Xuân Nghị đã sắp xếp được 6 tấm chính xác. Hoàn toàn chính xác. Và tin tưởng Xuân Nghị. Cái mai vàng nè. Đúng rồi. Bấm chuông. Và 6 tấm hình chính xác. Yeah. Wow. Anh ơi. Trời ơi, còn dư tới 44 giây lận em. Trời ơi. Hay quá.